Thêm 5 thuyền viên tàu cá bị nạn được cứu sống sau 12 ngày mất tích. Trưa nay 22 tháng 7, Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết một tàu hàng vừa cứu sống được 5 thuyền viên nữa trên chiếc tàu cá Bình Thuận bị nạn sau 12 ngày mất tích trên biển. Liên quan tàu cá Bình Thuận bị nạn, khi mất tích có 15 thuyền viên, sau đó đã cứu được 4 thuyền viên ngày 20 tháng 7. Trưa nay 22 tháng 7, Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 nhận được tin báo của tàu Buffalo cho biết tàu này khi đang trên đường từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu được 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn của Bình Thuận vào lúc 11 giờ trưa nay 22 tháng 7. Vị trí tìm thấy thuyền thúng có 5 thuyền viên còn sống ở 11 độ 34 vĩ độ Bắc, 112 độ 49 độ Kinh Đông, cách thành phố Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông và cách thành phố Vũng Tàu khoảng 334 hải lý về hướng Đông Bắc. Qua nói chuyện trực tiếp với thuyền viên tàu cá Bình Thuận bị nạn là ông Nguyễn Thanh La, thì thuyền thúng chai này có 8 người nhưng 3 người đã tử vong và đã được thả xuống biển, do vậy chỉ còn 5 người còn sống. Danh sách 5 thuyền viên được cứu sống gồm Bùi Văn Toàn sinh năm 1972, Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1964, Lê Văn Dũng sinh năm 1986, Nguyễn Thành La sinh năm 1982, tất cả cùng ngụ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, và Bùi Văn Vinh sinh năm 1980, quê Cà Mau. Trung tâm Phối hợp Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã yêu cầu tàu hàng Buffalo chuyển hành trình quay vào bờ biển Nha Trang để bàn giao các thuyền viên trên tàu đánh cá Bình Thuận bị nạn.